Sáng nay, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã diễn ra trọng thể tại Phủ Chủ tịch nước Lào, thủ đô Viêng Chăn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit chủ trì lễ đón. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit đã chủ trì cuộc hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm, nhấn mạnh việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chọn Lào là nước đầu tiên đi thăm trên cương vị mới thể hiện sự coi trọng mà Đảng, Nhà nước Việt Nam và cá nhân đồng chí Võ Văn Thưởng đối với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam Lào. Cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã mang đến Lào tình cảm hữu nghị thắm thiết, tình đoàn kết gắn bó của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em. Đúng vào dịp nhân dân cả nước Lào đang hân hoan chuẩn bị đón năm mới Phật lịch 2566. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chân thành cảm ơn lãnh đạo và nhân dân Lào đã dành cho đoàn sự đón tiếp hết sức nồng hậu, chu đáo và thắm tình đồng chí anh em, đánh giá cao những thành tựu to lớn và toàn diện mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào đã giành được trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước và bày tỏ tin tưởng nước bạn Lào sẽ sớm khắc phục được các khó khăn và thách thức, tiến tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội lần thứ 11 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã đề ra. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định chính sách nhất quán của cả hai nước là luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Hai bên cũng nhất trí tập trung triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, cũng như giữa các bộ ngành ở trung ương và địa phương, tăng cường trao đổi các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao và các cấp, tăng cường hiệu quả các cơ chế hợp tác và phối hợp trong các vấn đề chiến lược, tiếp tục phát huy kết quả hiệu ứng tích cực của năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022 để đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về lịch sử truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào cho cán bộ và nhân dân hai nước, sớm đưa các nội dung của Bộ Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục của mỗi nước, phối hợp xây dựng các công trình và di tích lịch sử về quan hệ Việt Nam-Lào, trong đó có Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn. Hai bên nhất trí nỗ lực nâng tầm hợp tác kinh tế, hỗ trợ nhau phục hồi sau đại dịch, tiếp tục xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả, tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý kinh tế vĩ mô, phòng chống tham nhũng, nâng cấp cửa khẩu quốc tế và đường giao thông kết nối hai nước, không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, du lịch, nông nghiệp sạch, khoa học công nghệ, y tế, văn hóa, giao lưu nhân dân và giữa các địa phương.